Dạ, xin kính chào khán giả ạ. Khán giả đang kết nối về tổng đài chăn nuôi của kênh 3M VTC16 ạ. Vâng, chào chương trình. Dạ vâng ạ, xin chào khán giả. Thưa khán giả thì hiện tại đang có chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đang ngồi trực tiếp tại đây và cũng sẽ là người tư vấn những câu hỏi liên quan về chăn nuôi ạ. Thì không biết ngày hôm nay khán giả gọi về chương trình có những thắc mắc gì liên quan về lĩnh vực chăn nuôi hay không ạ? Chương trình cho gặp chuyên gia hỏi là nhà em có nuôi 100 con gà, nay đã được một tầm 80 con rồi mà tự nhiên bị khô chân ạ. Dạ vâng, còn hiện tượng nào khác nữa không ạ? Khô chân với lại đi ỉa phích trắng ạ. Dạ vâng ạ, khô chân và đi ngoài phân trắng. Đó bị lâu chưa chị? Được khoảng 3-4 ngày hôm nay rồi ạ. Vâng, thế chị có giờ chị có đứng ngay ở chỗ thùng gà không? Chị có đứng dạ. ngay ở chỗ thùng gà không? Chị kiểm tra cho tôi xem là gà nó có trướng diều không? Thức ăn có tiêu không? Diều có thức ăn ở trong diều có tiêu không? Hay là không tiêu? Diều vẫn tiêu ạ. Thức ăn diều vẫn tiêu gì? Rồi. Như vậy thì là trong trường hợp này thì theo tôi đàn gà của nhà chị bị mắc bệnh thương hàn nha. Để mà khắc phục được cái hiện tượng này thì cần lưu ý là thứ nhất là xử lý cái môi trường chăn nuôi. Thế xử lý môi trường chăn nuôi đây là cái chuồng nuôi, nếu mà cái chất độn chuồng mà bẩn thì chị phải thay đi nhé. Và nếu mà không bẩn thì chị phải dùng thuốc sát trùng, chị phun lên cái lèn chuồng đó. Và cái môi trường bên ngoài đấy, cái vườn hoặc đồi thả thì chị cũng cần phải dọn những các cái chất thải, ví dụ như là cám thừa hoặc có thể phân cả con gà, hoặc có thể là các cái vật dụng khác nó làm ô nhiễm cái nơi chăn thả, hoặc các bụi rậm chị phải là phát cho nó thông thoáng, và dùng thuốc sát trùng cũng phun vào cái khu vực đó, cứ cách một ngày phun một lần và liên tục 2 tuần liền. Thì đấy là cái bước thứ nhất là xử lý cái môi trường chăn nuôi. Bước thứ hai là chị cho toàn bộ đàn gà uống nước tỏi, tức là 100 gram tỏi chị giã nhỏ ra, pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho gà uống tự do. Thế còn cái bã tỏi chị trộn vào trong khẩu phần thức ăn cho gà ăn hàng ngày. Đồng thời chị dùng một trong các loại thuốc sau đây chị trộn vào trong cái thức ăn cho gà nó ăn. Dùng enrosin, tôi nhắc lại enrosin, hoặc là enrosin, hoặc enzofloc nha, hoặc enzofloc, hoặc florphenicol nha, hoặc thiamphenicol, florphenicol, hoặc thiamphenicol. Đấy, thế là một có rất nhiều loại thuốc, như đây là loại thuốc mà thông dụng. Chị dùng một trong 4 loại thuốc này, nếu có cái này thôi cái kia nhé, chứ không phải dùng tất nha. Chị trộn vào khẩu phần ăn hoặc là pha với nước uống, thì lưu ý này, khi trộn vào khẩu phần ăn hoặc pha với nước uống là chị pha với một lượng ít nước thôi, tức 1/3 lượng nước hàng ngày hoặc 1/3 cái lượng thức ăn hàng ngày, cho gà nó ăn hết cái lượng thức ăn mà có thuốc trong một ngày. Chứ nếu mà chị pha tất ra là nó sẽ không đủ cái liều lượng thuốc, bởi vì nó không ăn hết thức ăn mà không uống hết nước uống, do vậy là không đủ cái lượng thuốc hàng ngày là hiệu quả điều trị không cao nha. Rồi tiếp này, chị dùng cái thuốc mà để bồi bổ cơ thể như điện giải glucocase, đặc biệt là cái vitamin tổng hợp như là multivit hoặc là super vita hoặc là polyvitamin, cùng với men tiêu hóa và thuốc giải độc gan thận. Thì những cái này là chị trộn vào khẩu phần thức ăn hoặc có thể chị pha với nước uống cho gà uống tự do, và cho uống liên tục 5 đến 7 ngày. Như vậy với phác đồ trên thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng là bệnh trên đàn gà của nhà chị mà chị nói nó là khô chân. Nhưng sau này là nếu mà chị nói được khô chân không thì chúng tôi rất khó chẩn đoán, mà phải thêm một số các cái biểu hiện khác nữa. Chứ về hiện tượng khô chân đối với gà nó có rất nhiều bệnh gây nên hiện tượng khô chân chị nha. Rồi chúc chị xử lý thành công. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.
Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nông-nghiệp.vn hoặc nông-nghiệp-tv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nông-nghiệp.vn. Thông tin vì nhà nông, về nhà nông.